Nếu các bạn muốn mua nick PUBG Mobile, nạp UC giá rẻ, uy tín, chất lượng thì có thể ghé thăm vpgame.vn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình đi đánh cùng với anh Tuấn HC nhá, Nó thi nhảy hết đua ở squad. đầu mà. Nhảy phía bên Nó kia bắn anh nhau ạ. hết. Ok. Chắc phải tầm 4 5 team nhảy xuống đây ấy. Xuống 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 xuống. Sau lưng mình có một team. Ok, hai team nó nhảy xuống khu nhà anh ạ. Rồi, em có súng rồi anh ơi. Nghe nói lấy xe chạy à? Một tia lấy xe chạy sao? Đúng rồi. Đây này. Nó bốn thằng đi rồi, 4 thằng đi rồi này. Trời ơi, chắc nó bốn sợ thằng đi quá rồi, chạy đi đi hẳn sao ấy. luôn. Ôi, không tin này vậy. Nhà ngay phía trước mặt mình này. Có thằng bên đường kìa anh ơi. Em nhìn thấy nó rồi, có thằng bên đường này. Đây này. Ui trời ơi. Sợ quá. Nó đang công nhau phía trước mặt. Đây này. Rồi xong. Lốc bọn em rồi anh ơi. Hôm nay mình mặc bộ trang phục của nữ hoàng máu. Vừa chấn được của ông Tuấn đấy. Mặc và tiện review cho anh em xem luôn. Ui rồi ôi. Vậy mà không lốc được. Trời đất ơi. Bạn chọn sai chỗ Từ để từ bơm nhá. máu rồi bạn. Tớ cho bạn chết luôn. Tiếng chân của boss sao này. Chết chưa? Cái này chưa chết đâu anh ơi, em mới chín đâu thôi. Em sẽ nhặt đồ á. Đây có thằng bắn. À đây này, nó này, trước mặt em này. Trời ơi, AK-4 nó mới đau chứ. Ở đâu? Bên đường anh ơi. Thùng xanh. Bên đường thùng xanh. Công đi. Có bom. Công đi em kia. Tổ choáng. Lên nào. Xem nào. Ôi trời ơi, tầm cấn độ cả F12K thì thôi bạn xác định đi bạn ạ. Ok, tìm này. Một tí. Đây cái xe nó chạy mình nghĩ là nó sẽ để chạy về đây sao ấy. Đang bắn nhau ở đây này. Rồi chúng nó đang bắn nhau ở đây này. Rồi bắn nhau rất là nhiệt ở đây. Rồi, bóc này. Mày bóc này. Ô Tuấn đâu? Rồi chết rồi. Có người có người. Hình như đồng đội của cái thằng lúc nãy mà bị Tôi team đang khác bỏ. nó nốc ấy. Cái thằng mà anh gạt đầu tiên kia vào ấy. Ở cái nhà xanh. Rồi nghe thấy rồi. Nó ngay góc này. Hai quả bom. Hai quả bom này. Chết rồi. Ui không chết biết đâu ấy. À, thêm quả nữa này, thêm quả nữa này, thêm quả nữa này. Vai trưởng thế mà không chết kìa. Đây, nó đứng ngay phía bên trái này, em ra trước này. Ô, đâu ta? Đây này. Ô, chưa? Trời ơi, mình, ơ, mình không ở nút bắn tất cả, xoay đầu được. Đùa nhau game gì? Rồi đây chính là chiếc Dacia, Toxic Dacia. Và chiếc xe mình thấy nó còn đẹp hơn so với cả cái xe nâng cấp đi. Còn đẹp hơn so với cả cái xe nâng cấp gì nhỉ? Xe nâng cấp ông già Noel đi. Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ lại, đây làm trước này. Nhìn ngầu lòi luôn. Trông giống kiểu ếch xanh thành tinh nhờ. Đẹp mà. Đẹp. Rồi, nó mà thính trước mặt rồi kìa anh ơi. Bắn ngay khu nhà ấy. Ồ, có tiếng súng luôn. Quên chi kia có tiếng súng. Rồi anh phi thẳng à? Đâm thẳng xuyên thủng. Đừng rẽ lung tung nhá. Mình chưa biết được có bao nhiêu người đâu anh ơi. Rồi, nghe em nghe tiếng súng rồi. Phía bờ đồi bên kia kìa. Rồi, có thằng gần luôn. Nghe tiếng ấy. Bị cản vẫn còn, chắc chắn nó vẫn còn, nó không biết nó đang đâu thôi. Đây à, đặt luôn đâu ta, bắn hai thính mà. Đây rồi, em nhìn thấy rồi anh ơi, nó ngay chỗ bật đất này này. Ok ok ok
Ném cho nó quả bom. Tương quả bom này. Xem nào. Đằng sau có, Ồ, đằng sau có. rồi xong. Rồi nó một thằng rồi. Thằng này thằng bot anh ơi. Bot 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 bot. Đâu ta? Đây trên rồi. Rồi đúng không? Rồi, cứ lên tiệm này anh ơi. Tiệm thì ok, láo, hai bot. Bắn hai thính. Nice. Cái này ông ấy nói trên livestream ông nó mạnh mẽ lắm mà khi nói chuyện cả mình ông ấy em như con gái nhỉ. Rồi xong. Bên kia nó tới cướp thính này. Quái kia là người, ok ok. Anh nghe thấy rồi. Anh thấy nó rồi. À chưa, chưa, chưa. Em thấy thôi, nó ngay đồ bờ bên kia kìa. Xa đấy. Xa phết đấy, mà không có ốp nó mới đâu. Xa đấy này. Mark the location. Ui nó bắn, nó bắn. Wow. Đâu ta? À có một thằng nó chạy phía đằng xa đấy này. Có xe ở đây này em này. Xe. Mày ngó cái đầu của mày ra. Đẩy đi anh ơi. Xe đằng sau này, lên đi. Đi đi đi. Chả hiểu ông này, ông ấy có... Ông ấy đủ tiền để ông ấy đổi ra được cái bộ xanh và ông ấy đổi thành bộ đỏ. Ông ấy full set ba lô các kiểu bộ của bộ xanh hết vào tự nhiên quần áo đổi ra bộ đỏ. Thế ra ông đổi thành bộ xanh coi như là full set luôn. Ba lô, chảo, quần áo, rồi xe cũng là xanh hết. Thì sẽ rất là đẹp. Mà thôi, ông thích bộ đỏ. Nếu mà là mình thì mình sẽ đổi sang bộ xanh sẽ đẹp hơn. Đấy, mình đốc một thằng ở phía đằng này nữa. Ủa, Red Zone nó... Ô, Red Zone nổi chết thằng nào kìa anh ấy. Đúng, đúng, đúng. Nó ở đâu ấy, tìm đi, tìm đi, tìm. Wow. Thì hôm qua xem chỗ này mà. Đây rồi anh ơi. Ôi, nó sang anh ạ. Em tưởng nổ, là Red Zone nổ, nổ chết hai thằng cuối cùng cơ. Red Zone nổ chết nữa. Rồi, đi có xe. Rồi. Có xe ở đầu này em. Rồi, nhìn này. Còn có người luôn. Có người, một thằng sao ấy? À hai, hai thằng, thằng, hai thằng, hai thằng, hai thằng. Rồi lấy xe đi sao ấy? Từ từ để bắn cho lại đó. Rồi, đúng rồi anh ơi. Chúc mặt anh ấy. Còn đang chạy bộ ra đây kìa. Xong, knock 1. Thằng chạy xuống dưới. Watch out. Kiểu như... Em không nhìn thấy anh ơi, nó nằm rồi sao ấy? Nó nằm rồi. Không nhìn thấy cái gì luôn. Không biết. Chạy xe bừa, không được. Nó chảy bom lại này. Chảy bom này. Đâu ta? Đây, thằng là... Đây, nó đây. Bị thằng khác bắn, bị thằng khác bắn. Thằng đằng xa bắn kìa. Ui. Ôi, anh đâu rồi? Bơm máu đi, bơm máu, cứ bơm. Cứ bơm máu đi, được cứu anh xong. Ok. Ê, nó đây nè, mà lắc đổ, nó cái đầu. Không ăn được, thôi, lấy xe và bò đây anh ơi, hoặc là ra thì nó chặn bò ấy. Dưới X8 này em lấy không? Em không. Cái thằng vừa rồi nó chạy bò rồi anh em ạ, chạy té khói. Lúc lên chặn nhưng mà nó đã chạy đi rồi. Thế đành đi ăn thính thôi. Rồi kiếm người đây này, có một gai đây anh ơi. Ui, có thuyền này. Đâu ta không biết không? Rồi rồi đây rồi. Đồi núi phía sau này. Nhìn nhớ. Nhìn nó ra sau quả đồi thôi. Rồi nhìn thấy nó rồi anh ơi, nhìn thấy nó rồi. Ngay trên đỉnh đồi nhá. Nó đeo nóc đồi rồi đấy, đỉnh đồi rồi đấy. Rồi đi anh. Lên xem cái được thằng nào. À đây này, úi dồi. Rồi đâu, trên này. Trời đất ơi, mình tưởng là cái thằng trên đồi nó đã nhảy xuống đây rồi. Hóa ra nó vẫn ở trên đầu à. Tìm đi xe. À có thuyền chạy ra ngoài kìa. Ngoài biển đấy kìa. Ui quá lên cho bạn. Xế lổ luôn cả thuyền. Ơ, 230. Ok anh, 230 chỗ nào vậy? Thằng này, À em nhìn đi Watch out. Có xe trước mặt này. Bắt đầu luôn. À chỗ này cũng áp đồ các kiểu rồi, không bắn được đâu. Phải gần hơn tí nữa anh ạ. Đây xe công luôn này. Thằng này cũng chạy đi rồi nó chết. Đúng ở chỗ hơi lộ thiên. Mình nghĩ là nó chạy đi rồi.
Ôi, con xe chạy hướng này anh ơi. Đây này này. Trời ơi, bắn tóe máu rồi đấy. Vẫn chạy kịp kìa. Phí thế. Quả tầm còn hơn tí nữa là xe kiểu gì nó cũng chết rồi xem. Đèn quá là thời xa. Về này có mỗi X4 này. Cái giá X6 thì ngon. Watch out. Không anh, em cũng chả biết được đâu. Em không biết được. Watch out. Có xe tới gần này. Ơ, có xe mày tới gần nhá. Nó đỗ. Nó dừng rồi. Cái này à, em nghĩ xong mấy thằng nào ấy. Mấy thằng nào. Mày u sổ bắn đầu thế, nó cũng DP28 mọi người ạ. Tự nhiên lao ra đấy. Cho định có nghe tiếng súng lao ra đây. Mà chưa tới kịp thì núp. Thằng kia lấy xe chạy vào này. Ui dồi ôi, mình ngu người rồi. Rồi, mày quá, thằng đấy mình bắn yếu mà. Để cố thêm một tí nữa, có thêm một tí máu nữa thôi. Quả đấy bơm đầy máu đúng là rồi, ăn được rồi, nó đấy. Thằng ở hòn đá này, hòn đá cũng nốc mà. Ok, ok. Vậy là lúc 3 rồi đấy. Em nốc rồi này, một thằng nữa này. Hết đạn rồi. Kia rồi, một thằng ở hướng 130. Ok, từ từ để em gạt thằng này đã. Cho nó chết luôn rồi. Rồi. Hai thằng ở xe chết rồi nhá. Rồi xong luôn. Ok anh. Đi thôi anh ơi. Kiếm người tiếp thôi anh ơi. Ok lên xe. Lên xe. Còn có 3 thằng nhỉ. Team mình 2, còn 3 thằng nữa. Ừ. Trên trên đồi anh ơi. Còn 2. Còn một ừ. Một thằng anh Tuấn Lốc thì cho bị chết rồi, bị gạt này. Còn một thằng còn nữa, một mình đó, còn một mình đó đó. Okay. Ngó cái đầu ra bạn ơi, bạn phải chạy bo đấy, bạn không có xe là bạn chết vì chúng tôi rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này này. Có đẹp. Anh đúng okay. Em anh đúng một hai viên ạ. Anh bao nhiêu kin rồi? Anh 12, anh 13. Em 19 rồi. Đợi em chụp cái ảnh, lấy cái ảnh Tumbai ạ. Xem nào, quay thằng này. Được không? Ôi giời ơi, nhìn buồn cười đấy.